chào các bạn trở lại với kênh Minh TV của mình. Hiện mình đang ở chợ nông sản rau củ của thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay mình mời các bạn đi từ chợ Ngã Năm, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đến cầu treo xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu trên tuyến đường ven Kinh Sáng Phùng Hiệp. Và bây giờ mời các bạn cùng đi với mình nhé. Đây là Kinh Sáng Phùng Hiệp, đoạn chợ Ngã Năm. Qua cầu là đến chợ Ngã Năm, thị xã Ngã Năm. Đây là đường 3 tháng 2, chợ Ngã Năm nằm trải dài cặp theo Kinh Sáng Phùng Hiệp. Mình đến chợ Ngã Năm lúc này cũng khoảng 10 giờ sáng.
qua chợ Ngã Năm. Đến đây thì mình đi qua cầu treo để đi về hướng xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu, trên tuyến lộ ven kênh sáng Phụng Hiệp. Qua cầu treo, đây là đường Lê Văn Tám. Đây thuộc địa bàn của phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Và mình sẽ đi từ đây đến cầu treo xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, trên tuyến đường lộ ven kinh sáng Phụng Hiệp. Bên kia sông cũng có đường về xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Tuyến đường hôm nay mình đi từ chợ Ngã Năm đến cầu treo xã Ninh Quế A có chiều dài khoảng 15 km. Tuyến đường đi qua địa bàn phường 1 và xã Vĩnh Quế, thị xã Ngã Năm và xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Đến đây là hết địa bàn phường 1, thị xã Ngã Năm, bắt đầu vào địa bàn của xã Vĩnh Quế, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Xã Vĩnh Quế là một trong 8 đơn vị hành chính cấp xã, phường của thị xã Ngã Năm. Xã Vĩnh Quế gồm có 8 ấp là Vĩnh Đồng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiên, Vĩnh Phong, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thành, Vĩnh Thuận và Vĩnh Trung. Xã Vĩnh Quế có diện tích là 31,02 km². Địa danh Vĩnh Quế xưa và nay. Xã Vĩnh Quế nằm ở phía tây của thị xã Ngã Năm. Đây là vùng đất trũng có nhiều kinh rạch chằng chịt, thuận tiện cho việc giao thông đường thủy. Vì vậy dân cư phân bổ phần lớn là dọc theo hai bờ kinh rạch. Mỗi nhà đều có xuồng ghe dùng làm phương tiện đi lại, chuyên chở vật tư, hàng hóa hay buôn bán. Xã Vĩnh Quế có 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer sinh sống đang xen với nhau. Xã Vĩnh Quế có một chùa Khmer được hình thành khá sớm vào năm 1878. Làng Vĩnh Quế được chính quyền bảo hộ cho thành lập vào năm 1902 và sau đó là xã Vĩnh Quế với 14 ấp. Từ ngày thành lập làng xã cho đến nay đã hơn 120 năm. Xã Vĩnh Quế có thay đổi nhiều lần về hành chính, địa lý, dân cư của một số ấp. Đến năm 1979, xã Vĩnh Quế được tách ra thành hai xã là xã Vĩnh Biên và xã Vĩnh Quế. Ngược dòng lịch sử, vào năm 1904, người Pháp xem vùng đất Vĩnh Quế là vùng thám hiểm vì dân cư thưa thớt, toàn là rừng tràm, lau sậy, bưng biển. Nguồn sống chính của dân cư nơi đây là bắt cá, chim non và mật ong. Cũng vào năm 1904, xảy ra hai trận bão lớn, lũ lụt ngập tràn, làm cây cối ngã đổ,
nhà cửa của dân cư bị cuốn trôi, sống cảnh màn trời chiếu đất. Sang năm 1905, lại hạn hán kéo dài, nông dân vùng Tây Nam Bộ nói chung, xã Vĩnh Quế nói riêng, lâm vào cảnh thiếu đói trầm trọng. Hàng chục ngàn mẫu rừng bị ngã đổ cũng là cơ hội cho nông dân nơi đây mở ra nghề khai thác rừng và khẩn hoang vùng đất mới. Đồng thời, trong kế hoạch khai thác Đông Dương từ năm 1900 đến năm 1924, người Pháp cho đào nhiều kinh lớn mang tính chiến lược nhằm khai thác vùng đất mới và để thuận tiện trong việc quản lý, kiểm tra dân tình, như kinh Quảng Lộ Phụng Hiệp Cà Mau, kinh Ngang Dừa Cầu Sập, kinh Giá Rai Phó Sinh, kinh Long Mỹ Phú Lộc. Và dân cư từ các nơi như Rạch Giá, Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Mỹ Tho di cư về làng Vĩnh Quế khẩn hoang sinh sống. Kinh đào đến đâu, dân ở đến đó, hầu hết họ là những nông dân nghèo bị bọn cường hào địa chủ cướp hết ruộng nương, bị áp bức bóc lột. Những dân cư về làng Vĩnh Quế có cả người Kinh, người Khmer và người Hoa. Họ hy vọng đến vùng đất mới này để tránh khỏi bọn cường hào quan lại bóc lột, để được cuộc sống tự do, yên ổn, làm ăn, chấp nhận đối mặt với cuộc sống rừng thiêng nước độc. Họ mơ ước khẩn hoang tạo ra mảnh vườn thửa ruộng ao cá để có chén cơm manh áo cho gia đình và con cháu mai sau. Hôm nay đến với xã Vĩnh Quế, thấy diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng cải thiện và nâng cao. Hiện nay, xã Vĩnh Quế có 8 trên 8 ấp đều đạt chuẩn văn hóa. 75% số hộ xây nhà đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 chỉ còn 3,78%. Và thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là hơn 46 triệu đồng một người trên năm. Đến ngày 13 tháng 8 năm 2019, xã Vĩnh Quế được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Đến đây là hết địa bàn của xã Vĩnh Quế, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Đến địa bàn của xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Xã Ninh Quế A nằm ở phía đông nam của huyện Hồng Dân, cách trung tâm huyện khoảng 12 km, có vị trí địa lý phía đông giáp tỉnh Sóc Trăng, phía tây và phía nam giáp huyện Phước Long, phía bắc giáp xã Ninh Hòa và xã Ninh Quế. Xã Ninh Quế A gồm có 10 ấp là Ninh Chài, Ninh Chùa, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Ninh Lợi, Ninh Tiến, Ninh Phước, Ninh Thành, Ninh Thạnh và Ninh Thuận. Xã Ninh Quế A có diện tích là 32,42 km2, dân số năm 2019 là 15.955 người. Về lịch sử xã Ninh Quế A, ngày 25 tháng 7 năm 1979, xã Ninh Quế được chia thành 3 xã, lấy tên là xã Ninh Quế, xã Ninh Quế A và xã Ninh Quế B. Đến ngày 9 tháng 11 năm 1990, các xã Ninh Quế A, Ninh Quế B được sáp nhập trở lại xã Ninh Quế. Ngày 6 tháng 11 năm 1996, tỉnh Minh Hải được chia thành 2 tỉnh là tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu. Khi đó xã Ninh Quế thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Đến ngày 25 tháng 8 năm 1999, xã Ninh Quế A được thành lập thuộc huyện Hồng Dân trên cơ sở 3.691 ha diện tích tự nhiên và 14.047 người của xã Ninh Quế. Đến ngày 25 tháng 9 năm 2000, huyện Phước Long được thành lập trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của huyện Hồng Dân và xã Ninh Quế A trực thuộc huyện Hồng Dân. Ngày 16 tháng 1 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định công nhận xã Ninh Quế A đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5.
giờ làm lo là nó được bên kia nữa, trồng hơn chạy thoải mái hơn từ bên kia nữa. Bên kia có mở lộ nó đâu có làm. Đến đây bên trái, phía kinh Quảng Lộ Phụng Hiệp là cổng Âu Thuyền, xã Ninh Quế A. Phía trước là cây cầu bắc qua kinh sáng Phụng Hiệp, đoạn cổng Âu Thuyền.
Đến đây mình quẹo ra cầu treo xã Ninh Quế A. Đây là cầu treo Ninh Quế A, cầu bắc qua Kinh Sáng ngang dừa cầu Sập. Bên kia sông là chợ Bình Phú, xã Ninh Quế A. Đi tiếp theo hướng này khoảng 7 km thì đến thị trấn Phước Long, huyện Phước Long. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.